tiếng trẻ em, những lời hỏi thăm. Có nhà nào bị ảnh hưởng nặng không? Có nhà nào bị sập chưa? Không à? Sau khi băng qua con đường đồi đầy xình lầy, cây cối, lực lượng chức năng đã tiếp cận được với các hộ dân thôn Kho Vàng thuộc xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Với hơn 70 nhân khẩu, tưởng chừng đã mất tích sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, gây mất điện, không liên lạc được. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Cốc Lầu, chính quyền địa phương đã tìm thấy 17 hộ dân thôn Kho Vàng nghi mất tích sau vụ sạt lở đất tại một địa điểm trong rừng sâu gần khu vực thôn. Trước đó, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây mất điện và không có sóng điện thoại, khi phát hiện một quả đồi nguy cơ sạt lở, 17 hộ dân với hơn 70 nhân khẩu thôn Kho Vàng di chuyển lên một khu đất trên cao gần địa bàn, dựng lán trại để tránh sạt lở. Do tuyến đường từ trung tâm xã lên thôn Kho Vàng bị sạt lở, chia cắt giao thông, các lực lượng chức năng không tiếp cận được thôn. Đến sáng ngày 11 tháng 9 năm 2024, cán bộ công an xã phải đi bộ 15 km mới tiếp cận được địa bàn thôn Kho Vàng và tìm đến nơi người dân lánh nạn. Ngay sau khi nhận được thông tin, trưa ngày 11 tháng 9, địa phương đã cử lực lượng chức năng vận chuyển lương thực lên hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và hướng dẫn phương án phòng chống thiên tai. Lãnh đạo xã Cốc Lầu cho biết, thôn Kho Vàng đang nằm ở khu vực nguy hiểm, nguy cơ sạt lở cao nên cần khảo sát kỹ rồi mới để người dân trở về nhà. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình mưa lũ trong các bản tin sau. Để chung tay giúp đỡ và sẻ chia với người dân đã hứng chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 3, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Báo Thanh Niên rất mong các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và quý khán giả gần xa trên tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Bắc. Những tấm lòng của quý nhà hảo tâm sẽ là nguồn động viên to lớn để đồng bào vượt qua đau thương và khó khăn trong những ngày này. Mọi sự đóng góp quý báu xin vui lòng gửi về Tòa soạn Báo Thanh Niên, địa chỉ tại 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc tòa soạn tại Hà Nội, tại địa chỉ 218 Tây Sơn, quận Đống Đa, hoặc các văn phòng đại diện Báo Thanh Niên trên cả nước. Quý vị cũng có thể chuyển khoản qua tài khoản Báo Thanh Niên, số tài khoản 10006868 Ngân hàng Eximbank chi nhánh Sài Gòn, hoặc số tài khoản 686-886-6868 tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi rõ: hỗ trợ đồng bào trong cơn bão số 3. Báo Thanh Niên sẽ tổ chức các chuyến cứu trợ kịp thời, mang đến tình thương và sự giúp đỡ của quý vị đến tận tay bà con vùng thiệt hại do bão lũ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin chi tiết trên các kênh của Báo Thanh Niên. Xin trân trọng biết ơn những tấm lòng vì đồng bào. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chiều 12 tháng 9 năm 2024 có công điện lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng tiết một cửa xả đáy hồ Thủy điện Tuyên Quang vào lúc 14 giờ. Lệnh này được đưa ra khi lúc 13 giờ cùng ngày, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 117,25 m, lưu lượng đến hồ 2.031 m3 mỗi giây, lưu lượng xả 2.459 m3 mỗi giây. Theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định. Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chiều 12 tháng 9 đã gửi công văn tới Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, đề nghị thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, biết thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp, không để người dân đến những khu vực có nguy cơ sạt lở, công trình đang thi công, tránh những thiệt hại đáng tiếc. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành báo cáo kịp thời các tình huống bất thường về Bộ qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai. Tại bản tin phát hành lúc 9 giờ sáng cùng ngày, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật hiện trạng diễn biến lũ trên một số sông. Theo đó, lũ trên sông Cầu tại Bắc Ninh đang dao động ở mức đỉnh lũ 7,63 m, trên báo động 3 là 1,33 m, dưới mực nước lũ lịch sử năm 1971 là 0,21 m. Lũ trên sông Thương tại Bắc Giang đang dao động ở mức đỉnh lũ 7,23 m, trên báo động 3 là 0,93 m, dưới mức nước lũ lịch sử năm 1986 là 0,30 m. Lũ trên sông Thái Bình tại thành phố Hải Dương, sông Hoàng Long tại Ninh Bình đang lên chậm. Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội đang biến đổi chậm. Lũ trên sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọ, trên sông Lô tại Tuyên Quang và Vũ Quang đang xuống. Lũ trên sông Lục Nam tại Bắc Giang đang biến đổi chậm. Trong 24 giờ tới, mực nước các trạm hạ lưu hệ thống sông Hồng Thái Bình được dự báo lên mức báo động 3 và trên báo động 3. Mực nước lũ lên cao gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính, gây tràn vỡ các đê bối ven sông, sạt lở đê, kè, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị trí xung yếu ven sông thuộc các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình. Đây là khung cảnh mênh mông nước được quay từ máy bay trực thăng đang trên đường cứu trợ, cứu nạn các khu vực bị cô lập ở vùng núi biên giới phía Bắc. 9 giờ 30 phút sáng ngày 12 tháng 9 năm 2024, các máy bay trực thăng của Trung đoàn Không quân 916 thuộc Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng phòng không không quân đã cất cánh làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cấp thả lương thực thực phẩm, trang bị cứu sinh và vật dụng cần thiết cho các khu vực bị cô lập ở vùng núi biên giới phía Bắc. Máy bay cất cánh từ sân bay quân sự Hòa Lạc tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, hạ bốc hàng tại sân bay quân sự Gia Lâm tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội và chuyến đầu tiên hạ cánh tại huyện Nguyên Bình thuộc tỉnh Cao Bằng. Phi đội trực thăng làm nhiệm vụ gồm trực thăng MI-171 số hiệu SIR-03 do Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chính ủy Trung đoàn Không quân 916 làm lái chính 1 và Trung tá Nguyễn Văn Chuần, Phi đội trưởng Phi đội 2 làm lái chính 2. Trực thăng MI-17 số hiệu 7844 do Thượng tá Nguyễn Bá Đức, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng làm lái chính 1 và Đại úy Vương Đình Long, Phi đội trưởng Phi đội 1 là lái chính 2. Phóng viên Báo Thanh Niên hiện có mặt trên chuyến bay thực hiện nhiệm vụ và sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan. Mời quý vị cùng theo dõi các hình ảnh không quân Việt Nam cứu trợ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Đến huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2024, nếu không quen đường đi lối lại thì phải thật cẩn thận vì không biết đâu là đường, đâu là đồng ruộng. Ruộng đồng, đường xá và kể cả nhà dân, nhiều khu đã chìm trong nước lũ. Không phải lần đầu đón lũ, người dân nơi đây đã chủ động kê lại đồ đạc, tài sản trong nhà rồi di cư đến ở tạm nhà người thân. Tuy nhiên, vẫn không ít hộ dân vùng rốn lũ cố bám trụ ở nhà. Hồi cuối tháng 7 năm 2024, một trận lũ cũng đổ về huyện Chương Mỹ kéo dài suốt một tuần, gây thiệt hại về cả tài sản và hoa màu của nhiều hộ dân, trong đó có gia đình bà Trương Thị Sáu. Tuy cũng đã qua nhiều mùa lũ, nhưng bà Sáu vẫn lo lắng về điều kiện sinh hoạt đang rất thiếu thốn. Hiện gia đình không còn điện để dùng, nước sinh hoạt chỉ cầm cự được vài bữa. Đấy, 2 xào rau đây cũng giờ mất hết rồi, chả còn thu hoạch được cái gì mà thu hoạch nữa. Bò thì con độc của chỗ kia là cạn, cái cháu cứ buộc. Sao giờ thì lại cho đi đâu? Thì bây giờ là đường sinh hoạt của chúng tôi là hơi bị khó khăn, thì mong chính quyền để làm sao để giải quyết cho chúng tôi trước nhất là một cái nước để sinh hoạt hàng ngày á này. Xong thì làm thế nào đào tạo để cho chúng tôi mẹ lấy cái đường đi lại sinh hoạt để cho nó dễ đi. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, để đảm bảo sinh hoạt cho người dân trong những ngày ngập lụt, dọc tuyến đường từ xã Tân Tiến đến xã Nam Phương Tiến của huyện Chương Mỹ được đặt 2 téc inox chứa nước sạch. Tuy nhiên, tính đến trưa ngày 11 tháng 9, cả 2 téc không còn giọt nước nào. Báo Thanh Niên sẽ cập nhật thông tin về tình hình mưa lũ ở các địa phương trong các bản tin sau.